quân đội Nga đang áp dụng chiến thuật mới nhằm tấn công Ukraine ở khu vực Donbass, trong bối cảnh Kiev nỗ lực tiến sâu hơn vào biên giới Nga sau khi tiến hành cuộc đột kích bất ngờ tại vùng Kursk. Hiện, quân đội Nga đang áp dụng chiến thuật mới, đó là sử dụng xe gắn máy lao về phía tiền tuyến của Ukraine, nằm cách hàng trăm km về phía đông. Đây là một trong những chiến thuật mà Nga đang sử dụng để tận dụng lợi thế về quân số đông đảo hơn so với Ukraine ở khu vực Donetsk. Nga đã tăng cường các cuộc tấn công trong tuần này, bất chấp việc Ukraine xâm nhập lãnh thổ Nga. Trong khi đó, quân đội Ukraine đang nỗ lực giữ chân đối phương. Chiến dịch tấn công Kursk đã khiến Nga bất ngờ và giúp Ukraine lần đầu tiên giành thế chủ động chiến thuật tại một khu vực cụ thể trong gần một năm qua. Tuy vậy, Kiev đã phải điều động lực lượng và vũ khí từ khu vực tiền tuyến để thực hiện một canh bạc nhiều rủi ro, có nguy cơ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Chúng tôi không có đủ người để thực hiện các công việc của mình, chỉ huy tiểu đoàn 21 của Ukraine cho biết. Tuần trước, đơn vị này đã phải đối mặt với một cuộc tấn công dữ dội từ phía Nga. Các lực lượng Nga đã giành được lãnh thổ ở miền đông Ukraine với tốc độ nhanh chóng kể từ đầu mùa hè năm nay và hiện đang tiến về trung tâm hậu cần Porovsk. Đối với Ukraine, nếu để mất Porovsk, thì điều này sẽ cắt đứt huyết mạch quan trọng nhằm tiếp tế cho quân đội chiến đấu ở phía đông bắc. Trong đó có cả thành phố Chazovka, vốn giữ vai trò then chốt để kiểm soát khu vực. Ngày 15 tháng 8, các quan chức ở Porovsk bắt đầu kêu gọi dân thường sơ tán. Giới chức Mỹ ngày 13 tháng 8 cho biết, Nga đang bắt đầu rút quân khỏi Ukraine để đáp trả vụ xâm nhập Kursk, nhưng họ không đưa ra con số cụ thể hoặc nêu rõ việc rút quân xảy ra từ khu vực nào. Trong khi đó, Ukraine cũng đang tái triển khai quân từ mặt trận phía đông tới Kursk, khiến các đơn vị ở đây phải chịu áp lực lớn hơn. Các chỉ huy Ukraine tại mặt trận phía đông cho biết, tình hình ngày càng căng thẳng hơn trong suốt mùa hè và không có dấu hiệu nào cho thấy Nga nới lỏng vòng vây kể từ khi Kiev tiến hành cuộc đột kích vào khu vực Kursk. Dù Mỹ đã thông qua gói viện trợ quân sự mới vào tháng 4, Ukraine vẫn thiếu đạn pháo. Trong khi đó, Nga vẫn giữ lợi thế trước Ukraine với tỷ lệ 10-1 về hỏa lực pháo binh ở một số khu vực. Ngoài ra, các lực lượng của Moscow cũng vô hiệu hóa máy bay không người lái của Ukraine bằng thiết bị gây nhiễu điện tử. Nhưng theo các quan chức Ukraine, vấn đề nghiêm trọng nhất vẫn là thiếu nhân lực. Một thiếu tá của Ukraine đóng quân tại khu vực Chazovka trong 2 tháng qua cho biết, đối với các vị trí cần đến 5 hoặc 6 người canh giữ, thì chúng tôi chỉ có 2 đến 3 người. Tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng đến mức chúng tôi phải điều các đầu bếp, thợ máy và những nhân viên hậu phương khác tới chiến hào. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi đối phương tìm ra điểm yếu. Chỉ huy tiểu đoàn 21 của Ukraine có biệt danh Kucher nói rằng, khi được triển khai tới khu vực Krasnohorivka, đơn vị của anh có quân số gần bằng quân Nga tại đây. Nhưng hiện tại, Nga đã có lợi thế về nhân lực với tỷ lệ 5-1. Chỉ có khoảng 20% số người thương vong tại tiểu đoàn được thay thế bằng các tân binh và những người được điều động tới chiến trường ngày càng có độ tuổi cao hơn. Ước tính, độ tuổi trung bình của lính bộ binh đã lên tới trên 40. Theo Kucher, nhiều binh sĩ trên chiến hào đang kiệt sức vì không có người mới để thay thế. Tận dụng ưu thế về quân số, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công bằng xe gắn máy trên khắp mặt trận phía đông trong mùa hè này. Chiến thuật này giúp Nga xác định được vị trí của lực lượng Ukraine và đảm bảo củng cố dần các vị trí chiếm được. Phantom, 28 tuổi, chỉ huy khẩu đội súng cối của tiểu đoàn 21 cho biết. Mục tiêu của họ là xem các vị trí của chúng tôi ở đâu, sau đó tấn công bằng pháo binh, súng cối hoặc máy bay không người lái. Đó là lý do tại sao chúng tôi phải tìm cách bắn hạ tất cả các binh sĩ Nga sử dụng xe gắn máy. Ngoài tình trạng thiếu nhân lực, các đơn vị của Ukraine trên mặt trận phía đông cũng than phiền về tình trạng thiếu đạn dược. Sifonesko, chỉ huy 46 tuổi của đơn vị trinh sát pháo binh làm việc gần Porovsk cho biết, chúng tôi được lệnh chỉ bắn vào các mục tiêu cố định. Đó là lý do tại sao chúng tôi phải đợi đến khi một chiếc xe tăng dừng lại hẳn, sau đó mới tấn công. Giống như các lữ đoàn khác, Sifonesko cho biết đơn vị của ông đang dựa vào máy bay không người lái mang chất nổ để bù đắp cho sự thiếu hụt pháo binh. Tuy nhiên, máy bay không người lái ngày càng kém hiệu quả vì Nga đang tăng cường sử dụng thiết bị gây nhiễu điện tử, khiến liên lạc giữa máy bay không người lái và người vận hành bị cắt đứt. Hiện tại, chỉ có khoảng một nửa số máy bay không người lái tiếp cận được mục tiêu. Nga có nhiều nguồn lực hơn chúng tôi, nhiều quân hơn, nhiều khẩu pháo và đạn dược hơn. Cuối cùng, họ sẽ khiến chúng tôi phải rút lui, chỉ huy Sifonesko bày tỏ lo ngại. Rob Lee, một thành viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại cho rằng, tình trạng thiếu nhân lực của Ukraine là hậu quả của cuộc tấn công thất bại vào mùa hè năm 2023, khiến Kiev chịu tổn thất lớn.
Theo nhà phân tích này, tình hình đối với Ukraine có thể được cải thiện vào năm 2025 khi những người mới nhập ngũ được huấn luyện và sẵn sàng tham gia chiến đấu. Bên cạnh đó, Kiev có thể hưởng lợi từ việc phương Tây tăng cường sản xuất đạn pháo vào cuối năm nay. Vấn đề cơ bản là Ukraine không có đủ nguồn dự trữ, họ không đủ đơn vị để tăng cường ở khắp mọi nơi, ông Rubli lưu ý. Khi tiến hành chiến dịch xâm nhập biên giới Nga, Ukraine đã phải điều động binh sĩ từ Donetsk đến khu vực Kursk. Một số binh sĩ Ukraine cho rằng việc đưa quân xâm nhập vào lãnh thổ Nga có thể không mang lại kết quả như mong muốn. Những ngày qua, Ukraine gây bất ngờ cho thế giới khi đột kích nhanh chóng vào lãnh thổ ở Nga, đầu tiên là ở tỉnh Kursk, sau đó là tỉnh Belgorod. Quân đội Ukraine đã vượt qua hai phòng tuyến của Nga ở Kursk và vấp phải ít sự kháng cự. Chiến dịch tấn công bất thần này bắt đầu vào ngày 6 tháng 8 năm 2024. Hiện người ta vẫn chưa thực sự rõ mục tiêu chiến lược của cuộc đột kích này. Phương Tây như Mỹ và Đức đang lặng lẽ theo dõi và để cho Ukraine chủ động ra tay trên chiến trường. Vậy sau những thành công sơ bộ, Ukraine sẽ làm gì tiếp? Liệu Ukraine sẽ tung ra những lá bài bất ngờ nào nữa? Hiện nay, Ukraine đang đứng trước một số lựa chọn. Quân Ukraine có thể tiếp tục tiến xa hơn vào lãnh thổ Nga và xây dựng công sự bảo vệ những gì họ chiếm được, hoặc Ukraine cố chứng minh rằng Nga không phải là bất khả chiến bại, rồi sau đó Ukraine sẽ rút quân. Một số quan chức Ukraine nói với giới chức Mỹ rằng chiến dịch đột kích này nhằm tạo thế tiến thoái lưỡng nan cho Nga, đó là ép Nga phải lựa chọn rút bớt quân ở miền đông Ukraine để chi viện cho mặt trận Kursk. Nhưng mặt khác, chiến dịch này đồng thời tạo ra các điểm yếu cho Kiev, một bộ phận lính tinh nhuệ, dày dặn kinh nghiệm của Ukraine ở miền đông và miền nam, đã được điều tới Kursk. Do vậy, thế trận của Ukraine ở miền đông và miền nam sẽ bị suy yếu. Trên thực tế, vào ngày 9 tháng 8, khi chiến dịch đột kích của Ukraine ở vùng Kursk bước sang ngày thứ tư, quân Nga đã thọc sâu về phía thị trấn Borovsk, một trung tâm hậu cần quan trọng của quân đội Ukraine trên đất Ukraine. Đến ngày 15 tháng 8, tình hình còn xấu hơn nữa với Ukraine khi quân Nga tiến sát thị trấn này. На 11 часов, ебать!